Trời ơi, nó vô trong nó ngồi với cô giáo trước à. Hái gì đi à, cô chú ơi, giờ chơi được. Chơi đi học múa nè cô chú nè. Mấy tuần thôi không, mẹ đâu được vô đâu. Chỉ có ai biết múa mới vô trong đó thôi, chứ mẹ đâu biết múa đâu. À, vô nó đứng đây, cái này cà nhúng trước rồi đó. Bạn bè ở ngoài đây quá trời luôn, mà đâu đứng đâu. Bây giờ đứng đó, chỗ ngồi kế lớp trưởng, canh ngồi ghế kế lớp trưởng. Không phải đơn giản đâu, ngồi mua chuột lớp trưởng nha. Có gì lớp trưởng đừng có ghi lên sổ đầu bài. Rồi ra ngoài. Cô ấy ra mất tiêu rồi. Cô nói chơi đi lại gì kia ngồi. Ngủ vào. Mới sáng chốt lớp trưởng ngồi xếp bằng kìa. Đúng rồi, xếp bằng dữ dằn không? Ngồi nghiêm túc không? Con người ta lớp trưởng mà người ta phải làm gương cho mọi người. Trưởng quá. Lớp trưởng tóc đen không? Đó, cô chỉ đó. Cô chị đó. Sắp xếp bằng, bỏ tay lên đầu gối. Trời ơi, người ta ra đổ tay lên đầu nó đưa ôm cái đầu buồn tóc rối của nó vào được đời không? Cô chú phái mấy cái clip mình đi múa trong vòng 2-3 tuần rồi. Ngọc Râm bận quá, không có đi được. Hôm qua là đáng lẽ phải đi cái lớp múa hôm qua, tại vì mấy tuần trước nó bận đó. Mà hả, hôm qua quên luôn. Hôm qua nhắn cho bà cô cho đã vô rồi, cái cuối cùng tới chiều quên chở đi luôn. Nãy đi vô có bà cô nói xong qua không chở chay tới cái đó. Ủa? Ừ, quên mất tiêu. Nó nhiều chuyện đó, vô nhiều chuyện đó. Nó cô chuẩn bị vậy hả? Khi đang làm biến mày bắt đi học múa. Chú sẽ đứng chéo chân kìa. Đứng qua lớp trưởng. Ta đi con chỗ mà đi vòng vòng ra. Chú dữ giờ. Good.
sao cái con ta ai cũng màu hồng, bả mình bả màu xanh phải không? Kệ nó, thích bà nào chó làm màu đó, mỗi đứa có một cái cá tính mà. Mạo hiểm tạo nên sự khác biệt đó, trời ơi, lớp trưởng kìa. Trời trời trời, quýt lộn. Quýt lộn, quýt lộn, quýt lộn. Đó, dành có đưa cái đó thôi đó. Đó. Lớp trưởng dành không lại, lớp trưởng ghét rồi, lớp trưởng ghét rồi. Giỡn với lớp trưởng rồi. Bé này mới vô, bé này mới vô hay gì á, trời ơi, làm lớp trưởng đứng trước không, nó kêu đứng vô, xin vô tôi chỉ nữa đó, tôi mắt rồi, mắt lấy liếc rồi, chỉ là đứng sau lưng tôi, hơi đơn giản thôi. Bé sau lưng đó, bé nhỏ nhỏ đó, thương không, nhìn mặt nó thương không, chị đại đó, chị đại đó. Bé sau lưng cuối, sau lưng chay là mới vô đó. Bữa nay có 4 đứa à. Trời ơi, hắt xì cái là che miệng lại liền. Chào, trời ơi, chào, có được không? Chào mẹ của anh ta, rồi còn mẹ mình không nhìn, mình không chào gì hết. Nó kêu bé đó say yes đi. Bé kia chắc nó nhỏ tuổi hơn chay quá, không biết nhỏ hơn bằng mà sao nó nhỏ hơn chay vậy ta. Hơn chay là thấy nhỏ nhất rồi đó. Trời ơi, đứng không có diện lông. Ai cũng đứng im, con đứng kìa. Đó. Con nhìn cô giáo là con nhìn cô giáo là không nhìn thẳng cẳng cái đầu, không có quay con mắt cái nhìn. Đi lại bé này nhị gì dịu dàng lắm, đi thôi. Ừ, này dịu dàng, coi bà chạy bà đi được không? Nhảy bùi dậm thêm nhái nữa. Rồi giờ chưa, trời ơi, đi xuôi chưa được mà còn đội đi ngược nữa. Trời ơi, xuôi giá dịu dàng đi đó. Dễ dàng, dễ dàng. Có đụng ta nè nha, có đụng ta nè, đó chạy luôn. Phải qua mặt người ta mới chịu không, chứ còn đi sau lưng là không có thích. Ơ trời trời trời, đúng lộn lớp trưởng, đúng lộn lớp trưởng. Đó. Chưa lớp trưởng là đừng có đẩy tôi nha. Chỉ kêu xếp hàng vô, kêu con bé kia xếp hàng vô. Đó, 4 đứa rồi, bà cháy rồi, thấy đâu rồi, này học có 4 đứa rồi, mấy đứa kia chắc nay bận rồi. Ủa chạy đâu rồi? Rồi, trở lại rồi. Nhảy tiếp. Lớp trưởng à. Nó gà có được đời không? Chắc có bành háng, người ta đang đứng, người ta đang khép háng lại, có đứng bành háng ra gà có được không?
Học học múa này là học 45 phút đó cô chú. Múa này múa 45 phút. Bé kia nó mắc tiểu, nó đang đi tiểu rồi. Chà, lớp trưởng mắc tiểu. Lớp trưởng nói mẹ ơi con muốn đi tiểu. Đây Ngọc về Ngọc phải chỉ cho nó cái tư thế này mới được, nó không có biết chụp cái chân lại à. Đứng dùm chỗ im đùm cả chay ơi. Đó bà cô có kêu chay đi lại về lại vị trí cũ. Tóc váy luôn cho bà giỡn nè. Quýt hồi chúng con ta đi. Nam nó đi ngồi cái đó nó không đứng yên một chỗ sao? Về vị trí cũ. Trời ơi, đi sát người ta làm gì không biết. Mới được đề không? Nhìn ai với trời, nhìn gì trời. Nhìn trời, nhìn mây, nhìn biển. Học nãy giờ mới có 15 phút thôi cô chú, còn á, nửa tiếng hồ nó mới xong á. Trời, nó kêu ngủ người ta quẩn quẩn tù xì đó, ra rất ngủ nhỏ nó quẩn tù xì đó. Ngọc chỉ nó chơi quẩn tù xì đó. Con người ta có biết quẩn tù xì là gì không? Đó, rồi bị cô nhắc nhở rồi, chơi cô nói là chơi con phải đứng, trời tóc váy lên. Cô nói là chơi con phải đứng vô cái miếng thảm cô còn đàng hoàng. Trời cô đứng, kiểu nhìn người quá thôi. Tôi thấy tôi muốn giọng quá ghê thiệt chứ. Nó nói với bà cô là nó muốn PJ Max. Rồi nó lại nó đứng nó nhỏ. Nó muốn PJ Max. Cái bà cô mới nói ủa PJ Max là gì? Là trong phim hoạt hình đó hả? Nó nói dạ nó muốn PJ Max. Trời ơi trời. Được đời, không đi vô đi đâu hôm qua đi học và hôm kia đi học và học nhạc nó cũng nói nó muốn PJ Max, có được không? Đi hát người ta đang đứng không vô hàng thẳng lối có nó chạy gì đâu. Chết cha, lớp trưởng kêu đuổi đi luôn, kêu đi lại kia đứng.
bị lớp trưởng la nhắc nhở nè. Đây là tổ trưởng tổ quậy phá. Búp bế ra cô nhảy cái kiểu búp bế cái robot á. Chay nó lớp trưởng đụng tóc chay, chay nói đóng đúa ta, chay nói là đừng có làm như vậy. Thấy chưa, thấy người ta có chính kiến chứ không phải đụng người ta được đâu nha. Người ta nói đông đu đát là đừng có đụng tóc tôi, nó ghét chảy đầu mà. Trời ơi, kể nhà tao có chiếc PJ mask, tao không biết mấy đứa này nó có PJ mask không mà có kể nhà tao có PJ mask. Cô kêu bỏ tay lên vai. Đi khám bệnh xong là giờ tới giờ chạy đi múa nè cô chú nè. Cô chú ai mà chưa có coi video múa của chạy thì qua kênh Chay Sky thôi à, để coi nha, những cái video clip chỉ có một mình chạy thôi. Kênh đó là kênh riêng của chạy nếu mà cô chú nào chưa biết. Thì nay chạy học múa. Cô bạn nó bắn đụng con kìa. Cô đó nói là không có được đụng chay nghe chưa.
chu chu chu. Dữ chưa? Ui cha cha, ui cha, ui cha. Giỏi giỏi giỏi. Đúng rồi, trời ơi. Bé này không? Đó. Này giống như trò cò chẹp, cò chẹp. Cò chẹp. Nó chạy nè. Chạy đâu? Chị lâu dữ nó chạy. Nó trưởng ngoan không ngồi xuống điện đàng hoàng phải không? Ơ trời 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 té. Chẹp. Chẹp, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời. Trưởng tránh xa chạy ra, xin số trưởng tránh xa. Trời ơi, tránh xa chạy. Nó là còn lại ngồi trời trời rồi có chọc con ta vậy ra được không? Nó càng càng tránh xa càng lết ra là ta càng ngồi tới. Cấp trưởng là cá biệt chưa, cấp trưởng ngồi xa kìa. Sợ chay quá, lớp trưởng không ngồi gần luôn. Nó chọc nữa, lại chọc người ta nữa, coi đang gần trước mặt người ta chọc người ta không. Gom lại nè. Dành, dành gom, dành gom, dành. Tội không, bé này tội không? Lanh lắm, ghi điểm là lanh lắm. Lớp trưởng dành, lớp trưởng dành. Lớp trưởng dành. Lớp trưởng dắt con chay dễ sợ lắm. Đó, vô làm coi, dành con người ta mà. Đó, chay phải đứng ngay ngồi nhìn xuống đây nghe chưa. Rồi, rồi lớp trưởng bắt ngồi ghế con chay miếng luôn, lớp trưởng rầu. Rầu dễ sợ luôn á. Đó, 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 kiếm chuyện nữa đó, đó. Đó. Cô giáo la đó, cô giáo nói là cô giáo đang nói chuyện, đứng lên nhảy sầm đó, cô giáo la đó. Cô giáo nó không có nghe lời cô là cô không có cho sticker. Trời ơi, mình lúc đi đi lưới lúc nào cũng quên đem cuốn tập sticker đó, đó. Mỗi ngày múa xong là phải cho tặng cho cái bông giống như là cái gì đó, phiếu bé ngoan vậy đó. Học xong trời ơi, lớp trưởng thương chị đó ghê. Chút cái gì chứ lắc đích là bả lẹ lắm nè, cậu bả lắc đích nè. Chay, cô giáo nói là phải đứng ở dung cái ngay chỗ cái vòng tròn đó của mình nha, chứ mấy hôm nay không được sticker. Chay nói ủa, đâu có ngày nào con được đâu con. Phải có phải mà phải có cuốn tập mới được sticker, cái miếng dán ấy, chứ còn không có cuốn tập là không có được miếng dán. Cuốn tập đó cô ngày đầu cô đưa cho Ngọc, bây giờ Ngọc về làm nó mất tiêu cuốn tập đó. Ai biết cái cuốn tập đấy lại làm gì, tự nhiên cái đi phát cho cuốn tập mà không nói cái cuốn tập đấy để làm gì đó, tự nhiên cái đưa vậy thôi mà, thì tưởng ai biết cuốn tập đấy làm gì. Đó,
khoe ra tao có banner, áo mày không có banner đó. Chay nó kệ đi, có sao đâu đó. Mày có banner hả? Trời ơi, chi mày đích nít. Chay, cô nói chay ra sao con kỳ quá vậy? Con cầm cái vòng tròn, con đứng lại gần bạn chi vậy? Trong khi người ta đang giãn cách đó chứ, mà nó vậy đó có được không? Nó làm gì vậy trời?